Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà phường có tổng diện tích là 806 m². Trên thửa đất căn nhà phường có 120 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Hiện em đang đứng ở trục đường nhựa Lê Thị Chi. Bên rẽ phải là liên thông ra đường tỉnh lộ 877 khoảng 3 km. Con đường này rộng khoảng 5 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 16 chỗ rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua để ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường học, ủy ban cách khoảng 1 km. Còn hướng bên đây thì anh chị cũng liên thông ra đường tỉnh lộ 877 khoảng 3 km. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng nam nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 66 km là anh chị tới. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ và xây tường gào hết luôn anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang theo mặt tiền nhựa Lê Thị Chi là 14 m, chiều sâu là 58. Trên thửa đất căn nhà thì có 120 m là đất thổ cư nha anh chị. Diện tích mình tính từ ngay chỗ cột bê tông này, mình đo thẳng qua bên đây là 14 m. Phía trước thì gia chủ xây tường cao khoảng 1 m, và phía trên đó thì hàng sắt hết luôn anh chị. Hai bên hông thì cắm trụ và kéo lưới B40. Đất và nhà thì tương đối cao gáo và bằng phẳng nha anh chị. Đất của mình thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Mình tới đây là 14 m. Phía trước thì gia chủ có chừa một khoảng không gian sân còn rất là trống luôn anh chị. Về thì anh chị, cô chú mình có thể làm một cái máy tiền chế khu vực này nè. Mình có một bãi sân để anh chị mình đậu ô tô rất là thoải mái luôn. Trên thửa đất gia chủ thì chủ yếu là trồng dừa thôi. Vậy thì anh chị có thể mình trồng cây ăn trái thêm. Phía trước thì gia chủ có trồng một cây lộc dừng nha anh chị. Dừa này thì khoảng 15 năm đến 20 năm. Dừa của mình thì cũng đang trong quá trình là cho trái luôn anh chị. Để em di chuyển vào trong để anh chị mình xem căn nhà nha. Nhà của mình thì nhà cấp 4, nông thôn thôi. Nhà này thì cũ rồi anh chị. Anh chị mình có thể mua về, anh chị mình sửa lại hoặc anh chị mình bỏ luôn cũng được anh chị. Dưới nền thì gia chủ đều lót gạch nha anh chị. Cửa thì cửa sắt, bên trong thì lồng kiến. Ở bên đây thì mình có một hành lang để anh chị mình di chuyển ra phía sau. Ở đây là không gian phòng thờ.
Nói gia chủ thì chỉ thờ Phật thôi anh chị. Chứ nền thì lót gạch, tường thì sơn và đi bê. Bên hông thì mình có cửa sổ nè, bên trong thì lồng kiến. Khu vực này thì về anh chị mình thiết kế phòng ngủ nha. Ở đây thì mình có một phòng ngủ thôi anh chị. Còn khu vực này là nhà vệ sinh và không gian nhà bếp chỗ này nha anh chị. Ở đây thì điện nước wifi thì gia chủ cũng vô sẵn. Anh chị mình có thể mua về, anh chị mình ở cũng được, hoặc anh chị mình bỏ nhà này cũng được nha anh chị. Em thấy thì nhà cũng hơi cũ rồi. Phía sau thì mình có một cái trang trại để nuôi heo. Nói gia chủ thì giờ không có nuôi nữa nha anh chị. Bên hông thì cắm trụ và kéo lưới hết luôn. Kênh giới thì rất là rõ ràng luôn nha. Cô chú mình ở xa có mua thì rất là yên tâm luôn anh chị. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 650 triệu. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vị tinh. Về đây thì anh chị cô chú mình cũng không mất thời gian nha. Ở phía sau thì mình có một cái ao để anh chị mình nuôi cá. Để em di chuyển ra phía sau, em chỉ ganh cho anh chị nắm luôn. Chiều dài của mình là 58m nha anh chị. Ở xung quanh bốn góc thì đều có trụ gào B40 hết luôn nha anh chị. Đó, mình tới đây là 58m. Ở đất và nhà thì đầu đuôi là bằng nhau luôn anh chị. Hai bên lề thì chủ đang trồng một số dừa sim và dừa dâu nha anh chị. Ở đây thì chủ có một đào một cái ao để nuôi cá. Ở vậy thì anh chị mình mua cá, anh chị mình thả dưới đây ha. Ở đây thì nước ngọt quanh năm nha anh chị. Không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Dùng đất ở chợ gạo quá thì thích hợp để anh chị cô chú mình trồng nhiều loại cây ăn trái. Bên đây thì cũng cắm trụ và kéo lưới B40 hết luôn nha anh chị. Phía trước là đường nhựa Lê Thị Chi. Mình di chuyển là đường xe ô tô 16 chỗ rất là thoải mái luôn nha. Từ vị trí căn nhà phường mình di chuyển ra tới khu công nghiệp Bình Ninh là 2 km. Hiện gia chủ thì đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nha anh chị. Giá là 1 tỷ 650 triệu. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì giờ cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng lên thổ cư. Nếu anh chị, cô chú mình có nhu cầu bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú
mình đủ điều kiện luôn nha. Anh chị thấy video này hữu ích cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, để bên em có động lực để đi tìm những sản phẩm như là nhà vườn nè, đất vườn để anh chị mình đầu tư và nghỉ dưỡng nha. Ở đây là tổng quan thửa đất căn nhà vườn. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị, cô chú ở những phần video tiếp theo nha.